Đây là đàn cho con của con Loki và con Pila cháu. Cho con thì tiêm xong 2 mũi vaccine rồi, hôm nay là cho con là coi như là 68 ngày, 70 ngày. Vừa cân là con đực được mấy cân nhỉ? 6 cân rưỡi, 6 cân 3. À, con đực đây là chưa cho ăn thì vừa cân là con đực là 6 cân 3, cứ coi như là ăn vào rồi nó khoảng tầm gần 7 cân. Con cái thì là coi như 5 cân rưỡi ăn vào nó khoảng tầm 6 cân. Đàn này thì có 7 con, 8 con thì giữ được 7 con, thì có 2 con cái, 6 con đực, còn sót lại có 7 con là mất một con đực thì còn 5 con đực, 2 con cái. Đàn này thì cái sắc tố của nó tốt. Đều chó. Mắt đen. Đàn này là sẽ cũng là đàn về sau là cũng cao dài này. Đàn này như thế là cũng giữ một ít nét của con Bruno ở cái dáng người. Như thế này là con chó về sau là con chó cao dài đấy. Kệ nó, liên quan gì đâu. Quay mặt lại. Đã quay video lâu rồi. Lâu lắm rồi mới cho lô được cái video của lô này. Cứ lượn qua lượn lại làm gì. Đấy. Nhìn về đằng kia, nhìn về máy quay đi. Máy quay ở chỗ nào. Cao dài này thì thường là con chó nó thường là nó to con, thường là nó nặng cân, nhưng mà nó không có được chắc chó như những con ngắn người. Những con ngắn người thì nó chắc hơn. Đây, thôi cầm đồ ăn đây cho nó ăn đi. Không mất công đói quá. Lấy bát rồi. Để cho nó ăn rộng, để cho nó đỡ hầm hè nhau. Không, nếu mà bát thì phải cho thành mấy bát thôi. Cho có chậu to, miệng to thì cho nó ăn trong chậu đi. Lần sau lưng Nam ra đuổi, không cho gặm đất. Không cho gặm đất, đói quá ăn bừa linh tinh. Không cho gặm. Đây là đồ ăn, lấy cho nó đồ ăn đi. Đấy cho ăn luôn ở giữa đi. Đấy để luôn đấy, để luôn đấy cho ăn. Gọi. Bế bác vào. Không, con chưa ăn trước, con ăn sau, con lại không được ăn gì. Ờ, đúng rồi. Đấy, nếu như hai con đấy là một con dài hơn. Còn tất cả những cái bọn lông mà toàn bông không sát sát người này là về sau là lông nó ngắn đấy. Tiếp đi. Dạ, tiếp khách nha. Có khách đến đón con Loki. Nào, đại ca đấy. Đầu gấu. Nó có biết đất với xoải là gì đâu. Đi rũi. Chui vào trong này ngồi. Thế thì lại nhấc cái thau ra. Đổ đi, lấy toàn lấy bát nước khác. Vừa uống vừa phải kiểm soát. Bọn này là nó thân thiện với trẻ con, cho nó chơi với trẻ con từ bé thì nó biết điều chỉnh lực. Trời nó nóng mà, hở ra cái này cho nó nghịch nước ngay lập tức. Đấy, đây, cái góc bên này thì mới nhìn thấy con chó này. Nó có cái độ sáng bên kia nó ngược. Nó có đằng sau, nó có sáng, nắng nó chiếu, nó tối quá, không nhìn thấy gì. Đây là toàn đực thôi, có một con cái đây. Một con cái, con dây tím, còn tất cả là đực. Đàn này thì dáng có vẻ là cao dài. Người con chó nhìn nó khá là dài, từ bé. Nóng là vẫn ra, nóng là ra vẫn ra tìm nước, vẫn ra tìm nước để mà nghịch nước. Bà con, bà đi.
Đây, gấu 37 độ đây mà đâu. Đấy, bắt đầu quen nền đất này là sẽ ra nền đất chơi. Biết nền đất là như nào, dẫm trên nên là nền đất là nó mát hơn. Quen nền đất cái thì sẽ ra nền đất chơi. Con này em đón về nhà là nuôi mấy con? Sa bì. Mặt nhăn. Nuôi mà thả thì là cả mấy con đều thả hả? Nếu mà thế thì về con này là thả. Thả cùng với chúng nó luôn, bởi vì cái đàn này này. Đàn này là nó vào cái đợt nóng rồi là nó ít được. Nó ít được chạy nhảy này. Vì nó nóng mà nó cứ nóng thất thường. Như bọn này nó ở coi như là khoảng 20 ngày nay là nó ở chuồng suốt. Ra là chỉ được ra ở trong nhà thôi. Và là thả, nếu mà đang nuôi mấy con mà nuôi thả là thả nó cùng với nhau khoảng 2 tuần sau là các con chó nhìn nó chắc nịch ngay. Thế như bây giờ bọn này nó bước đi là nó cứ vừa bước vừa dò. Bọn này nó về thì nó quấn lắm. Bọn này nó về là cái con mông cọc mà nó đã là cái con, nếu những con dạn chó là nó cũng quấn người rồi, nhưng mà không chưa thua gì bọn này nó quấn hơn nhiều. Con cọc về sau nó to thì nó còn quấn hơn là lúc nhỏ, nhưng bọn này thì nó quấn từ nhỏ luôn rồi. Còn to thì gần như là chủ đi đâu nó dính theo đấy. Nếu mà mình về chiều nó mà mình thả thì chủ đi đâu nó bám theo. Nâu. Bọn này nhìn nét của bọn này thế biết là đến cái đời bọn này nó còn lộ ra nét của con cụ, chứ không phải là chỉ có đến đời ông. Nét của con mẹ con Bruno. Cái mắt của bọn này là cái mắt nét của con mẹ con Bruno. Con mà già nhất rất đấy. Không, con Bruno là con nhập về, con mẹ của nó là nó ở bên Tây chứ nó có ở đây đâu. Thế biết là trong gen của nó, mẹ cái độ di truyền của nó phải nói là đến khi mà nó có cơ hội nó thể hiện ra đúng đến đời cụ luôn thật. Đây như bọn này là đúng đến đời cụ luôn. Hầu hết là mặt của chúng nó là giống. Hầu hết là mặt của chúng nó giống. Nhưng con đấy là cái ánh mắt của nó là nó lại không giống lắm. Còn cái kiểu mặt của nó là giống đấy. Cả đàn này kiểu mặt là giống bố. Pha nhìn thấy nét ở bên đằng Bruno, tức là bên đằng con mẹ là người nó dài người. Về sau này chúng nó theo kiểu cao dài hơn. Cao dài hơn này thì nhìn con chó nhìn nó sang chảnh con chó, nhưng mà con chó nếu mà cao dài nó không có chắc con chó được. Nó không chắc như là con chó mà ở cái thể trạng vừa phải. Hơi ngắn người con chó thì con chó nó chắc hơn. Được xoa cái nằm im hưởng thụ ngay. Đấy, ra đất nằm hết ngay. Ốp bụng xuống đất nó mát này. Phải nói là bọn này nó cũng phải nói là nó vi diệu thật. Nhìn con chó nhìn nó có nét cả hai bên luôn. Đây con này là nó có một cái vẹt trắng ở cổ. Toàn lông mềm mà. Thế thì con này sẽ phải chờ thay lông xem thì mới biết được. Chờ thay lông thì mới biết được. Còn bình thường nếu mà nó là lông mềm ấy là nó sẽ bay. Nó chưa có lông cứng thì chưa biết được. Này mặt đẹp nha. Nghịch nô nhau. Răng con nào con đấy là răng 10 điểm luôn.
tí đóng đóng vào đóng lại cho lên xe. Con này là nét, là nét của con này là giống bên Bruno nhiều hơn này. To lắm. Quay rồi thế. Được mấy cân? 6 cái 6 cân được 7 cân. Tranh nhau cái gì đấy? Đầu gấu thế. Đây là nó còn nhỏ đấy. Bắt đầu quen rồi là lững thững với con chỗ luôn. Thôi nhấc bế mấy con này vào trong chuồng đi, để một con tím ở đây để cho đi vệ sinh thôi. Hôm nay này em cái này về nhà mới đầu tiên, con nóng này đi ra ngoài một tí nó lại vào nó tìm nước uống. Đấy. Ra lùng bát nhé, không bắt nào còn nước, vừa vệ sinh rồi.